nào cũng ăn cơm bún phở thì bổ sung vitamin làm gì? Đủ một chút thôi, trong thực phẩm hàng ngày của chúng ta chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất để bổ sung cho cơ thể. Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Thuốc Hay Thể Tốt. Lời đầu tiên xin kính chúc các bạn một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi những chia sẻ từ dược sĩ Hải Thúy. Ngày nào cũng ăn cơm bún phở thì bổ sung vitamin làm gì? Đủ một chút thôi, trong thực phẩm hàng ngày của chúng ta chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất để bổ sung cho cơ thể. Tuy nhiên, một số trường hợp đặc biệt cần phải bổ sung thêm vitamin để tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe được tốt hơn. Ví dụ như nhóm vitamin 3B là một trong những vitamin được nhiều người sử dụng, đặc biệt là độ trung niên và người già. Đầu tiên, cùng tôi cùng tìm hiểu vitamin 3B là gì nhé. Vitamin 3B là một nhóm cùng 3 loại vitamin nhóm B, vitamin B1, B6 và B12. Vitamin B là một trong những chất dinh dưỡng rất có lợi cho cơ thể. Hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm giàu vitamin B như... Và công dụng và liều lượng sử dụng của vitamin 3B là gì? Mỗi loại vitamin B trong vitamin 3B sẽ có công dụng như sau. Vitamin B1. Vitamin B1 hay còn gọi là thiamine rất cần thiết đối với cơ thể. Nhiệm vụ chính của vitamin B1 đó là giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng phục vụ cho các hoạt động sống, đồng thời hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe hệ thần kinh trung ương. Nếu cơ thể bị thiếu hụt vitamin B1, có thể sẽ dẫn đến những vấn đề sức khỏe nguy hiểm. Vitamin B6, đây là tên gọi khác của pyridoxine, có chức năng chuyển hóa chất béo, protein hỗ trợ hoạt động gan, chức năng hệ thần kinh và các bộ phận khác như móng, tóc và da. Nhờ có vitamin B6, cơ thể sẽ hạn chế được những triệu chứng khó chịu của giai đoạn tiền kinh nguyệt, cải thiện tình trạng mệt mỏi, ốm nghén, căng thẳng, ngăn ngừa bệnh thiếu máu và các vấn đề về mắt. Vitamin B12. Vitamin B12 còn có tên gọi khác là cobalamin, đóng một vai trò quan trọng khi tham gia vào quá trình trao đổi chất, hỗ trợ sản sinh tế bào máu, DNA, củng cố hệ thần kinh và đảm bảo não bộ duy trì chức năng hoạt động bình thường. Nếu cơ thể bị thiếu hụt vitamin B12 thì sẽ có nguy cơ phải đối mặt với bệnh thiếu máu, cơ thể mệt mỏi, suy nhược và tổn thương hệ thần kinh trung ương. Khi bổ sung vitamin 3B theo dạng thực phẩm chức năng, người bệnh sẽ nhận thấy sự thay đổi sau. Cơ thể bớt mệt mỏi, giảm căng thẳng, hệ thần kinh được cải thiện chức năng, đầu óc minh mẫn hơn, cải thiện vị giác, hỗ trợ chức năng gan mật nên khi ăn uống có cảm giác ngon miệng hơn. Phục hồi thể trạng, cải thiện sức khỏe sau khi làm việc, học tập quá sức hoặc sau thời gian dài điều trị bệnh lý nào đó. Những tác dụng khi bổ sung vitamin 3B dưới dạng thuốc. Sử dụng vitamin 3B giúp điều trị các hội chứng về thần kinh hoặc đau do thấp khớp. Vitamin 3B có công dụng hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ, thải độc gan ở những người nghiện rượu và kích thích ăn ngon. Bổ sung thuốc chứa vitamin 3B còn giúp điều trị dự phòng nguy cơ thiếu hụt các loại vitamin nhóm B do thiếu chất dinh dưỡng. Về liều dùng của các vitamin nhóm B sẽ phụ thuộc vào các chế phẩm là thuốc hay thực phẩm chức năng. Các bạn theo dõi bảng này để liều lượng chi tiết nhé. 3. Thời điểm nào nên sử dụng vitamin 3B? Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng vitamin là vị chất vô cùng an toàn, vì thế có thể bổ sung lúc nào cũng được. Tuy nhiên, ít ai biết rằng vitamin 3B uống trước hay sau ăn là tốt cho sức khỏe nhất. Và lý do là vì sao? Đặc tính chung của vitamin nhóm B là được tan trong nước, hấp thụ vào cơ thể qua đường tiêu hóa và đào thải ra ngoài theo đường tiết niệu. Điều này có nghĩa vitamin 3B sẽ được đưa vào cơ thể và phát huy tác dụng tốt nhất vào buổi sáng, trước khi ăn tầm 30 phút, lúc dạ dày rỗng. Ngoài ra, nếu bạn không muốn uống trước ăn thì có thể trong bữa ăn sáng, bởi lúc này dạ dày cũng chưa được lấp đầy bởi thức ăn nên vẫn đảm bảo khả năng hấp thu của vitamin 3B. Vitamin 3B uống sau ăn thì sẽ làm giảm khả năng hấp thu và đáp ứng của cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn quên thời gian bổ sung vitamin 3B trước hoặc trong bữa ăn sáng thì bạn có thể uống sau ăn, tốt nhất nên cách bữa ăn tầm 30 phút đến 1 tiếng để thức ăn được tiêu hóa dần và giúp cơ thể hấp thu vitamin 3B tốt hơn nhé. Tóm lại, vitamin 3B sẽ được hấp thu tốt nhất là vào lúc đói. Cơ thể sẽ tiếp nhận và phân bổ vi chất này qua thành ruột, tạo thành nguồn năng lượng và giúp tăng cường sức khỏe. Hệ miễn dịch ngăn ngừa các bệnh lý thần kinh, thị giác, giúp phát triển não bộ và cải thiện trí nhớ. Một lưu ý cho bạn khi bổ sung vitamin 3B là bạn không nên uống trước khi đi ngủ. Vì vitamin 3B có vai trò tăng cường năng lượng cho cơ thể, nên vô tình sẽ khiến bạn bị mất ngủ, mệt mỏi và ảnh hưởng đến hiệu quả lao động ngày hôm sau. Thứ tư, lưu ý khi sử dụng vitamin 3B.
trào ngược dạ dày có uống 3B được không? Một vài lưu ý nhỏ khi bổ sung vitamin 3B. Nếu bạn muốn bổ sung vitamin 3B do thiếu hụt vi chất thì bạn có thể dùng liều từ 1 đến 2 viên một lần nhân 2 lần mỗi ngày. Trẻ nhỏ khi bổ sung sẽ dùng liều thấp hơn tùy theo tình trạng và nhu cầu, thông thường là 1 viên một ngày. Khi uống vitamin 3B không nên bẻ nhỏ viên thuốc mà nên uống một lần để phát huy hiệu quả tốt nhất. Có thể kết hợp bổ sung vitamin 3B qua các thực phẩm hàng ngày như thịt ức gà, thịt lợn, cá ngừ, rau đậu. Tuy nhiên, nên chú ý hàm lượng của viên uống bổ sung vitamin 3B để tránh gây quá liều. Vitamin 3B mặc dù có công dụng tuyệt vời với sức khỏe, nhưng không phải đối tượng nào cũng nên bổ sung phức hợp này. Vitamin 3B nên thận trọng khi dùng cho người bị bệnh ung thư, người có tiền sử dị ứng với vitamin B1, B6 và B12 và mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Trường hợp bệnh nhân đang sử dụng thuốc Levodopa điều trị bệnh Parkinson cũng không nên sử dụng viên uống bổ sung vitamin 3B vì sẽ gây ra tương tác làm ảnh hưởng đến tác dụng điều trị và trào ngược dạ dày không nằm trong trường hợp chúng chỉ định. Nêu trên nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng thêm vitamin 3B để hỗ trợ, đề kháng và tăng cường sức khỏe cho mình nhé. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc bổ sung vitamin 3B, hãy liên hệ ngay qua hotline này để được tư vấn chi tiết hơn nhé. Theo dõi kênh Thuốc Hay Thể Tốt để cập nhật các tin tức về sức khỏe mỗi ngày.